Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris. Tác giả: Lưu Văn Lợi, Nguyễn Anh Vũ. Giọng đọc: Hải Yến. Cuộc chống Mỹ cứu nước của nhân dân ta dù phải kinh qua gian khổ hy sinh nhiều hơn nữa, song nhất định thắng lợi hoàn toàn, đó là một điều chắc chắn. Trích di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Lời tựa cho lần tái bản. Chúng tôi đã xuất bản cuốn Tiếp xúc bí mật Việt Nam-Hoa Kỳ trước Hội nghị Paris 1990, tái bản năm 2000, và cuốn Các cuộc thương lượng Lê Đức Thọ Kissinger tại Paris 1996. Theo yêu cầu của nhiều bạn trong và ngoài nước, nay chúng tôi tái bản hai cuốn thành một tập duy nhất với những bổ sung cần thiết để người đọc có thể có bức tranh liên hoàn của quá trình chuyển biến ngoại giao từ chiến tranh sang hòa bình ở Việt Nam. Cuộc chiến tranh đến nay đã kết thúc gần 30 năm, mộ các chiến sĩ đã xanh, bất chấp lòng người chưa vơi bớt nhớ thương. Trong thời gian đó, ông McNamara, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng của Tổng thống LBJ Johnson, suy nghĩ ngày đêm để tìm ra có cơ hội hòa bình nào ở Việt Nam bị bỏ lỡ hay không. Ông bà cùng nhiều tướng tá Mỹ đã tham chiến ở Việt Nam và nhiều nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu Mỹ sang Việt Nam trao đổi ý kiến với các cựu đối thủ của họ, với lòng mong muốn cùng nhau tìm sự xác nhận rằng bên này hay bên kia đã bỏ lỡ những cơ hội kết thúc cuộc chiến tranh. Là người cùng dự hội thảo với họ, tôi thấy họ đã phân tích mọi tài liệu có thể có, lật đi lật lại các vấn đề, xem xét mọi khía cạnh trong những cuộc tranh luận cởi mở, thẳng thắn. Rất tiếc, sau nhiều cuộc gặp nhau, các nhà nghiên cứu Mỹ đã đi đến kết luận tranh cãi không cùng. Vấn đề đúng là phức tạp. Logic của người Việt Nam và logic của người Mỹ dùng là khác nhau. Nhưng chỉ có một sự thật. Sao mà khó tìm thế? Chúng tôi nghĩ như mọi người rằng chiến tranh là chiến tranh và nó có quy luật của nó. Khi Johnson quyết định đưa lính Mỹ sang trực tiếp chiến đấu ở miền Nam Việt Nam và cho máy bay Mỹ trực tiếp ném bom miền Bắc Việt Nam, ông tuyên bố tại Baltimore sẵn sàng thương lượng không điều kiện với Hà Nội. Hay khi ông quyết định đưa 500.000 quân Mỹ sang miền Nam Việt Nam, ông mở chiến dịch ngoại giao lớn nhất trong nhiệm kỳ tổng thống của ông. Có phải ông thật sự muốn chấm dứt chiến tranh không? Trước Chúa, chắc ông cũng không dám nói thật. Địch thủ của ông làm sao tin được? Nhưng dư luận Mỹ cũng như dư luận thế giới cũng hiểu rằng ông cần tỏ thiện chí hòa bình để che giấu ý đồ mở rộng chiến tranh ở Việt Nam khi chiến tranh đặc biệt thất bại. Khi chiến tranh lớn bắt đầu giữa nước Việt Nam nhỏ bé và lạc hậu và nước Mỹ siêu cường hùng mạnh, so sánh lực lượng nghiêng hẳn về phía Mỹ, và người ta gọi đó là cuộc đấu tranh giữa David và Goliath của thế kỷ. Tất nhiên, nhân dân Việt Nam phải chống lại xâm lược bằng mọi khả năng, kể cả việc tập hợp lực lượng hòa bình thế giới và Mỹ đồng tình và ủng hộ cuộc chiến đấu tự vệ chính đáng của mình. Và khi đó, tất nhiên, họ không thể tin những sáng kiến hòa bình của Nhà Trắng. Bất cứ ở đâu và bất cứ thời nào, khi chiến tranh mới nổ ra, tất cả các bên tham chiến đều tìm thêm đồng minh, tranh thủ thêm sự đồng tình, làm cho so sánh lực lượng thay đổi có lợi cho mình. Đó là điều tất nhiên, là nhu cầu cần thiết. Vì như một tướng Mỹ đã nói, trong chiến tranh không gì thay thế được chiến thắng. Nhưng cao quý hơn, đúng ra là tối cần thiết hơn chiến thắng, là hòa bình giữa các quốc gia, hữu nghị giữa các dân tộc. Khát vọng hòa bình của con người sâu sắc đến mức người ta cho rằng một nền hòa bình tồi có
còn tốt hơn chiến tranh. Người ta có lý do, có thể nói bằng chứng, rằng trong những năm 60 thế kỷ trước, những người cầm quyền ở Mỹ luôn nói hòa bình, nhưng khi hòa bình nằm trong tầm tay họ, thì họ lại vứt bỏ. Hiệp định Geneva năm 1954 nhằm chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương hoàn toàn phù hợp với giải pháp 7 điểm mà Tổng thống Eisenhower đã thỏa thuận với Thủ tướng Churchill ngày 29 tháng 6 năm 1954. Nhưng ngày 23 tháng 10 năm 1954, chính Eisenhower lại gửi thư cho Ngô Đình Diệm báo rằng Mỹ sẽ cung cấp viện trợ kinh tế và quân sự cho Ngô Đình Diệm, chính phủ và quân đội của ông ta để xây dựng miền Nam Việt Nam thành một quốc gia độc lập và chống cộng. Năm 1962, Mỹ ký Hiệp định Geneva về trung lập của Vương quốc Lào, nhưng ngay sau đó lại bác bỏ một đề nghị của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam về việc chấm dứt chiến tranh và đưa miền Nam Việt Nam vào con đường hòa bình trung lập theo mô hình Lào. Một lần nữa, Washington đã bác bỏ một giải pháp mà chính họ đã chấp nhận. Chẳng phải đó là hai cơ hội hòa bình mà Mỹ đã bỏ lỡ đó sao? Từ thực tế đó, người ta buộc phải đặt ra câu hỏi, họ muốn gì? Hòa bình hay chiến tranh? Khi họ nói thiện chí hòa bình, chỉ kể từ Westphalia, cái gì đảm bảo hòa bình giữa các quốc gia? Từ khi có Liên Hiệp Quốc, cái gì bảo đảm an ninh thế giới? Ai cũng hiểu rằng đó là sự tôn trọng chủ quyền của các quốc gia. Đó là sự từ bỏ sử dụng vũ lực trong quan hệ giữa các quốc gia. Ông McNamara muốn chấm dứt chiến tranh, nhưng quyền tiếp tục hay chấm dứt chiến tranh nằm trong tay Tổng thống Johnson. Việc ông rời bỏ Lầu Năm Góc là chuyện dễ hiểu. Mà chừng nào ông Johnson còn ảo tưởng chặn được chủ nghĩa cộng sản ở vĩ tuyến 17 Việt Nam, thì ông còn chưa chịu xem xét mọi cơ hội hòa bình ở Việt Nam. Ngay ông Nixon đã ở trong tình thế phải chấm dứt ném bom miền Bắc Việt Nam, chịu rút quân Mỹ về nước rồi mà vẫn còn muốn duy trì chính quyền Nguyễn Văn Thiệu để Thiệu tiếp tục chiến tranh với vũ khí và cố vấn Mỹ. Rõ ràng, chừng nào những người cầm quyền Mỹ còn nghĩ có thể chiến thắng Việt Cộng thì không làm gì có cơ hội hòa bình, trừ trường hợp Việt Cộng chịu chấm dứt chiến tranh theo điều kiện của Mỹ. Cái gốc của vấn đề không phải là có hay không có cơ hội hòa bình, là chấp nhận hay khước từ cơ hội, mà là tôn trọng hay không tôn trọng chủ quyền của nhau, là sử dụng hay không sử dụng vũ lực trong quan hệ với nhau. Đơn giản là tôn trọng hay không tôn trọng hòa bình, an ninh thế giới. Có người Mỹ đã nhắc đến bài thơ của thi sĩ Samuel Taylor Coleridge về người thủy thủ già giết con hải âu, con chim thành kính mang điềm lành tới người đi biển, để rồi con tàu gặp không biết bao nhiêu gian nan hiểm họa. Đó chính là bài học của chiến tranh Việt Nam về xử lý ngoại giao giữa các quốc gia. Việc tìm kiếm hòa bình ở Việt Nam đã kéo dài, đầy khó khăn và trở ngại. Nhưng đến khi kết thúc mọi sự tìm kiếm, ta sẽ tới nơi mà chúng ta đã bắt đầu. Eliot. Cuối cùng, chiến tranh đã chấm dứt ở Việt Nam. Chúng ta vui mừng là hai nước đã khép lại quá khứ, ra sức lấp bằng cái hố ngăn cách mà chiến tranh đã khơi ra. Bình thường hóa quan hệ với nhau, một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên hữu nghị và hợp tác, bắt đầu vì hòa bình và phát triển. Hà Nội, mùa xuân 2002, Lưu Văn Lợi. Chương 1, 1968. Chấm dứt ném bom miền Bắc và hội đàm bốn bên. Hội nghị Paris bắt đầu. Hãy cho phép chúng tôi nhắc lại một sự kiện mà thế hệ thanh niên hôm nay không biết đến,
nhưng cách đây hơn một phần tư thế kỷ đã đưa hình ảnh chiến tranh Việt Nam đến từng nhà người dân Mỹ, làm nức lòng bạn bè của Việt Nam, nhưng đã làm điên đầu các vị lãnh đạo Nhà Trắng và Lầu Năm Góc. Cuộc tổng tiến công Tết Mậu Thân 1968. Sau cuộc tiến công đó, Tổng thống Johnson gửi 20.000 quân tăng viện cho tướng Westmoreland. Ngày 31 tháng 3, tuyên bố đình chỉ các hoạt động của không quân, hải quân Mỹ chống Bắc Việt Nam, trừ khu vực giáp khu phi quân sự, và khước từ việc Đảng Dân Chủ cử ông ra ứng cử cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Ông nhắc lại đề nghị sẵn sàng đi bước trước trên con đường thương lượng với Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Đó là sự thất bại rõ ràng của kế hoạch chiến lược 2 năm của McNamara mà ông đã thông qua nhằm đảo ngược tình hình miền Nam Việt Nam và bước vào năm bầu cử Tổng thống 1968 với một chiến thắng lẫy lừng. Chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa không để Nhà Trắng chờ đợi lâu và ngày 3 tháng 4 đã chính thức tuyên bố. Rõ ràng, chính phủ Mỹ chưa đáp ứng nghiêm chỉnh và đầy đủ đòi hỏi chính đáng của chính phủ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, của dư luận tiến bộ Mỹ và dư luận thế giới. Tuy nhiên, về phía mình, chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tuyên bố sẵn sàng cử đại diện của mình tiếp xúc với đại diện Mỹ nhằm xác định với phía Mỹ việc Mỹ chấm dứt không điều kiện việc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để có thể bắt đầu cuộc nói chuyện. Báo Nhân dân, cơ quan trung ương Đảng Lao động Việt Nam, ngày 4 tháng 4, 1968. Gần một tháng trôi qua mà hai bên không thỏa thuận được về vấn đề địa điểm họp. Cuối cùng, Hà Nội đề nghị ở Paris, đồng thời cử Bộ trưởng Xuân Thủy làm trưởng đoàn Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Washington chấp nhận và cử Avren Harriman, nhà thương lượng có tiếng của Hoa Kỳ, rất thông thạo các vấn đề của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa, đã từng tham gia các cuộc hội đàm cấp cao của các nước đồng minh chống phát xít trong chiến tranh thế giới thứ hai. Chính phủ Pháp đã có nhã ý dành trung tâm các hội nghị quốc tế tại đại lộ Glenbeck cho các cuộc thương lượng Việt-Mỹ. Khi cuộc chiến tranh Việt Nam đã trở thành nỗi trăn trở của cả loài người, vấn đề lương tri của thời đại, thì không có gì ngạc nhiên là từ tất cả các nước, người ta mong chờ hướng về hội nghị Paris này. Hàng nghìn nhà báo, điện ảnh, nhiếp ảnh đã đổ về hội trường Glenbeck, đông hơn bất kỳ hội nghị quốc tế nào từ nhiều năm nay. Ngày 13 tháng 5 năm 1968, ngày chính thức bắt đầu cuộc chiến tranh mới giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cuộc chiến tranh quanh tấm thảm xanh, trong lúc bom vẫn nổ trên chiến trường. Nhiều người nghĩ người Việt Nam đã lần lượt làm thất bại các cuộc chiến tranh của Mỹ, không thể nghi ngờ tài năng quân sự của họ. Nhưng rồi đây, chiến lược ngoại giao của họ liệu có đạt hiệu quả như chiến lược quân sự hay không? Điều chắc chắn là hai bên đã đi vào trận với đội ngũ mạnh, báo hiệu một cuộc giao tranh ít nhất cũng là quyết liệt. Phía Mỹ, ngoài Harriman còn có Shrewd Vance, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, sau này là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Tổng thống Jimmy Carter, Philip Habil, một chuyên gia kỳ cựu về vấn đề Việt Nam, Jordan, một nhà ngoại giao năng động, tác giả văn kiện Vì sao có vấn đề Việt Nam của Bộ Ngoại giao Mỹ để giải thích vì sao Nhà Trắng phải ném bom nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và đưa quân Mỹ sang chiến đấu ở miền Nam Việt Nam. Phía Việt Nam có Xuân Thủy, một chiến sĩ cách mạng lão luyện, một nhà báo, nhà thơ đã từng giữ trọng trách Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Phó trưởng đoàn là Đại sứ Hà Văn Lâu, nguyên Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu Quân đội Nhân dân Việt Nam, thành viên đoàn đại biểu Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa tại Hội nghị Geneva 1954 về Đông Dương, tại Hội nghị Geneva
1961-1962 về Lào. Ngoài ra, còn có Phan Hiền, một luật gia, vụ trưởng vụ báo chí Bộ Ngoại giao và sau này là Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Nguyễn Thành Lê, Phó Tổng biên tập Nhật báo Nhân dân, cơ quan trung ương của Đảng Lao động Việt Nam. Cả Nguyễn Minh Vĩ và Nguyễn Thành Lê đều đã tham gia hội nghị Geneva 1961-1962 về Lào. Lần này, Nguyễn Thành Lê là người phát ngôn của đoàn Việt Nam. Xuân Thủy bắt tay Hariman. Ông đã biết từ hội nghị Geneva 1961-1962 về Lào. Với nụ cười đôn hậu và tươi tắn, báo chí đều nói đến cái bắt tay lịch sử. Kể cũng là lịch sử thật, vì đây là lần đầu tiên đại diện chính thức của hai bên tham chiến ngoan cường đang chiến đấu quyết liệt bằng tất cả khả năng của mình để giành chiến thắng, tiếp xúc với nhau. Nhưng ý nghĩa của cái bắt tay chỉ có thể thật sự là lịch sử khi các cuộc thương lượng mang lại một giải pháp cho cuộc chiến tranh. Các cuộc tranh cãi lúc đầu nảy lửa, phân tích các khía cạnh của cuộc chiến tranh với những con số mới lạ, những sự việc người ta chưa biết và cũng còn quá sớm để cho phép có một kết luận nào, dần dần trở thành tẻ nhạt. Những nhà báo mong sớm có một sự thỏa thuận nào đó cũng rút dần. Ông Xuân Thủy nêu khái quát, nguyên nhân cuộc chiến tranh là chính sách can thiệp và xâm lược của Hoa Kỳ phá hoại Hiệp nghị Geneva 1954 về Việt Nam, phá hoại các điều khoản về tổng tuyển cử để tái thống nhất nước Việt Nam. Mỹ xây dựng miền Nam Việt Nam thành một quốc gia riêng, xây dựng ngụy quân ngụy quyền, làm công cụ thực hiện chủ nghĩa thực dân mới. Hoa Kỳ đã đưa máy bay ném bom nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, đồng thời đưa quân Mỹ vào chiến đấu ở miền Nam Việt Nam, gây nên rất nhiều tội ác. Lập trường giải quyết vấn đề Việt Nam là 4 điểm của chính phủ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa và 5 điểm của mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Hoa Kỳ phải chấm dứt chiến tranh, rút quân Mỹ về nước để nhân dân Việt Nam giải quyết công việc của mình. Trước mắt là chấm dứt hoàn toàn không điều kiện các cuộc ném bom và mọi hành động chiến tranh khác chống nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa để có thể bắt đầu bàn một giải pháp cho vấn đề Việt Nam. Ông Hariman tố cáo Bắc Việt xâm lược miền Nam đã vi phạm quy chế khu phi quân sự, khẳng định Hoa Kỳ không có tham vọng gì ở Đông Dương, không muốn mở rộng chiến tranh nhưng sẽ tiếp tục bảo vệ tự do và có hành động thích đáng và cần thiết trước sự xâm lược của kẻ khác. Hoa Kỳ không có ý định xấu đối với lãnh thổ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, không có ý định lật đổ nhà cầm quyền Hà Nội. Hoa Kỳ chỉ muốn giúp đỡ miền Nam Việt Nam duy trì tự do độc lập, chống lại sự xâm lược do Cộng sản Hà Nội chi viện và lãnh đạo. Hoa Kỳ sẽ rất sung sướng nếu tất cả các bên hữu quan tôn trọng Hiệp nghị Geneva 1954 và như vậy thì sẽ có giải pháp thỏa đáng về vấn đề Việt Nam. Bất cứ dấu hiệu nào của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa muốn trở lại hiệp nghị đó sẽ được hoan nghênh. Đường gươm của hai ông Xuân Thủy Hariman vẫn là Mỹ xâm lược Việt Nam và miền Bắc xâm lược miền Nam. Quý vị và các bạn thân mến, đây không phải là một tiểu thuyết văn học hay giã sử, đây là những ghi chép có phần lạnh lùng, trung thực về quá trình đấu trí, đấu lực giữa một nước Việt Nam từng nhỏ bé và lạc hậu với một siêu cường để đến một ngày hôm nay. Tương quan của mối quan hệ đã có những thay đổi không hề nhỏ. Việt Nam và Mỹ đã trở thành hai quốc gia có quan hệ ngoại giao tốt đẹp, tôn trọng, bình đẳng. Quý vị và các bạn hãy cùng Win Win Việt Nam tiếp tục theo dõi những dòng tài liệu vẫn còn nóng bỏng tính thời sự này. Win Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.